đây, cái này là quầy Paris ngày 22 tháng 12 nha. Gần Noel. Paris là chỗ nào cũng kẹt xe hết á nha. Kẹt xe nhưng mà không phải là vì Noel đâu, ngày nào cũng vậy hết á. Ngày nào cũng kẹt xe, kẹt tùm lum hết á. Chỗ nào cũng kẹt cứng, đi không nổi, đi là nhúc nhích không à. Ngày thường cũng vậy. Bữa nay không có gì khác với ngày thường hết á. Bởi vậy ở đây người ta đi xe Honda với xe đạp nhiều lắm. Chứ đi xe hơi với xe buýt là không có nhúc nhích được. Xe nào xe nấy xếp hàng thấy ghê không? Chật cứng. Ông này có xe ngủ quá. Xe đạp còn gắn bọc đằng trước còn che bụi, che gió, che mưa, che tuyết. Thấy chưa, chạy nãy giờ chạy chưa tới 200m nữa đó. Toàn là ngừng hết đèn đỏ rồi tới kẹt xe không có nhúc nhích được, mình đi nhích không à. Đây là Paris, quận 18, quận 18, khu Montmartre, khu nhà giàu, khu nổi tiếng giàu lắm. Khúc này đã đỡ, đi được một chút. Đây, cái khu này thấy gần Noel mà thấy cũng không có trang trí gì hết trơn. Chờ có xe lửa đi ở trên cầu. Hai chiếc xe lửa đi qua đi lại. Hình như là không biết xe lửa hay là metro. Xe buýt ở đây dài lắm thấy không? Nó dài gấp đôi xe bình thường. Đây hôm nay cho mọi người đi dạo Paris bằng xe hơi với mình ha. Đi dạo Paris ban đêm nha. Đó, đi dạo Paris ban đêm là vậy nè ha. Nếu mà mình đi xe mình sẽ nhìn thấy những cái cảnh như vậy nè. Đó, mình quay lại cho mọi người coi y như mọi người đang ở đây vậy. Xe tải mà đi trong thành phố nữa nè, mới ghê nè. Đó, thấy chưa, xe Honda, xe tải loạn xạ. Người đi bộ cũng đầy đường, người qua đường cũng đầy đường. Đây là mấy cái tiệm hai bên đường ha, hai bên đường nhiều đầy tiệm luôn. Đủ thứ tiệm, đủ thứ loại á. Đây là con đường mà nhiều tiệm, nhiều người, nhiều cửa hàng để mua sắm này nọ kia. Chứ như lần trước mình quay đó, có như những con đường á thấy không? Không có tiệm gì hết trơn á.
Đây là tiệm, nhưng mà ở trên đầu tiệm, mấy cái tiệm này là nhà chung cư á nha, không phải là nhà của mấy cái tiệm này đâu. Ở bên đây người ta thường là người ta mướn tiệm chứ cũng không có, họ cũng có mua nhà để mua để mở đâu. Đó, mấy cái nhà chung cư nhà, mấy cái nhà chung cư ở dưới họ thuê, họ mở tiệm. Ở trên thì là nhà cho mấy người họ ở. Nhà chung cư ở đây rất là mắc. Nhìn tòa nhà chung cư nào, tòa nhà chung cư nấy bự vậy nè. Chứ trong căn có khoảng chừng 30-50 mét vuông thôi, nhỏ xíu à. Có căn có mười mấy, hai mấy mét vuông cũng có nữa, ở nhổ chuột vậy đó. Nhưng mắc kinh khủng, mắc dữ lắm. Mắc bằng cả căn nhà bự dưới quê á. Chà, khúc đằng kia chà có gắn đèn mà không, tại vì cái đó là cái quán cà phê chứ không phải là gì nào em. Quán cà phê họ gắn đèn thôi. Đây là một cái quán cà phê kiểu Paris ha. Nè, quay gần cho mọi người coi nè. Mấy cái chỗ xanh xanh có ghi pharmacy đó cũng giống như bên mình, là mấy tiệm thuốc thôi. Quán này đẹp ha, quán cà phê này đẹp ghê nè. Trời ơi, thấy mấy thùng rác không thấy gì hết ta. Nhìn vòng vòng nha. Đó, mình nhìn vòng vòng ha. Mình nhìn vòng vòng nha. Này gọi là đi du lịch giùm bạn này ha, mình đi du lịch giùm mọi người ha. Đó chứ mình ở đây sẵn mình quay coi như để cho mọi người du lịch qua hình ảnh vậy á. Mình ở đây hôm nay mình đi ra đường đi làm về à, mình sẵn hôm nay có người chở mình đi cho nên mình quay cho mọi người xem ở Paris một ngày bình thường nó là như thế này, cuộc sống bình thường nó như thế này. Một ngày bình thường trải qua thì ai cũng vậy hết đó. Cảnh đường phố bình thường nó không vậy đó, thường ngày đó. Mà cái kẹt xe này ha, là Paris quận nào cũng vậy, đường nào cũng vậy, giờ nào cũng vậy. Từ sáng sớm cho tới tối là đều vậy hết, chứ không phải là ban đêm giờ tan tầm mới vậy đâu.
Dạ tăng giờ, giờ này là mình đi làm trễ đó, giờ là 7-8 giờ tối rồi, mình ra trễ là đỡ, còn những người đi làm về sớm còn kẹt dữ nữa. Chỉ có khoảng từ sau 10 giờ đêm cho tới 4-5 giờ sáng á, 10 giờ đêm cho tới khoảng 4-5 giờ sáng đúng rồi, là đỡ hơn thôi, trống xe bớt thôi. Đây có một cái quán bán đồ ăn châu Á nè. Thấy không? Thấy không? Đó. Đây là mấy cái tiệm bán quần áo, mà mấy đồ này là đồ thường thôi, của mấy người Ả Rập, đồ châu Phi họ bán thôi. Đây là cái gì đây? Cái chợ hay cái gì không biết. À đúng rồi, cái khu chợ, ban ngày họ họp chợ trong đây. Ở bên Pháp này chợ hiếm lắm, tại vì chợ bán đồ rẻ. Nhưng mà đồ cũng trôi nổi lắm. Mà thường họ không có bán nhiều. Chợ thường nhiều khi họ họp một tuần mấy ngày, hoặc là có khi tùy chỗ, tùy địa phương, có chỗ họ chỉ họp một tuần một lần thôi, một ngày thôi. Một ngày đó là chỉ có nửa buổi thôi, chứ không được ngày trọn vẹn nữa. Mà thường là chợ ngoài trời. Những cái chợ ở trong, những cái chợ mà có lào nhà lồng như vậy nè, là bán mắc lắm. Chợ ngoài trời thì nó bán rẻ hơn, mình gọi là chợ trời á. Chà, đằng kia thấy chớp chớp, chắc là trang trí Noel nó chớp chớp. Đây quay quán cà phê nữa ha. Tiệm bánh, tiệm sô-cô-la, bánh ô rượu, à tiệm rượu. Ở này là một cái quán ăn, quán ăn kiểu Pháp, nó hay để chữ brasserie. Đại lý du lịch. Đó, bên tay trái mình đó. Đằng kia có một cái quán cà phê, gọi là quán cà phê Paris nè. Thấy không? Xe chạy nó dằn dằn quá, mình không có kìm được cái máy nha, nó hơi rung rung nha. Cái máy nặng lắm, cái máy này nặng tới ký máy là cầm có hai đầu ngón tay thôi, bị ngồi trên xe không có kìm nó được. Trời ơi. Đây. Thấy nhiều người ta đi qua đi lại không? Mấy người ta đứng ta chờ đèn đỏ đằng ta qua đường phải không? Bên đây là họ muốn qua đường phải chờ đèn đỏ, chứ không có tông đi tùm lum tà la như bên mình. Bởi vì tông qua mà không chờ đèn đỏ, tông qua xe đụng chết. Người đi bộ cũng nhiều, người đi xe cũng nhiều, mà thường là đi người đi bộ họ sẽ đi nhiều hơn. Bởi vì ai cũng biết bên đây mà ở Paris mà lái xe là thôi rồi luôn á. Thay vì đoạn đó mình đi bộ 10 phút hoặc 15 phút tới, mình lái xe có khi một tiếng chưa tới. Bởi vì cứ cà nhít không á, đâu có chạy được. Hôm nay hơi đi cái con đường này á, to hai bên đường toàn là tiệm, đủ thứ tiệm hết, tiệm rồi cửa hàng này nọ kia, đủ thứ hết. Chứ còn ở nhiều chỗ không có tiệm gì đâu, buồn hiu à, không có ai hết á. Im ru vắng que. Chà, đây nhìn cái con đường này vui và đẹp không, bán nhiều nè, nhiều người bán đồ. Với lại đằng xa là mình thấy Khải Hoàng Môn nữa, thấy chưa? Bắt đầu mình qua gần khu 17 rồi, khu quận 17 rồi. Bạn thấy xa xa là Khải Hoàng Môn không? Đó, Khải Hoàng Môn xa xa đó, đó dưới cuối đường đó, thấy không mọi người? Thấy không, hơi bị mờ tại vì mình chỉnh không có kịp tốc độ xe. Cái máy nó không có tự điều chỉnh được kịp tốc độ xe ha. Mình quay bằng máy chụp hình, cho nên là nó chỉ được, nó cũng có hạn chế ha. Mà cũng đỡ hơn máy, đỡ hơn quay điện thoại. Mấy hôm quay điện thoại trời ơi còn khó hơn nữa. Quay điện thoại mờ căm à. Quay cái máy chụp hình này á, vậy mà chất lượng nó rõ đẹp nè.
Rồi xe nhồi nùi một cục nữa rồi. Nhất là buổi buổi sáng mà đi làm hay thấy xe nhồi nùi bốn bốn hướng, có khi ngay vùng binh sáu hướng, mọi người nhào ra súng nhau đâm đầu vô nhau, xong rồi không ai nhúc nhích được, cái súng nhau bóp kèn chửi lộn. Trời ơi tao nói ghê lắm, Paris này bị dân cũng tứ xứ nữa. Rồi riết là ai cũng trở nên bực mình, riết là ai cũng trở nên kỳ cục giống nhau á. Họ nhào đầu ra xong rồi ai cũng giành đi, đâu ai nhúc nhích được, bị hướng nào cũng có xe mà cả đám đều đâm đầu vô nhau hết, đâu ai nhúc nhích được, cái súng nhau bóp kèn hoài không ai nhúc nhích được, cái súng nhau chửi lộn hoài cuối cùng cũng không ai đi được. Xe Honda bình thường vì đi xe Honda nhanh hơn đó. Đi xe hơi nãy giờ thấy không? Thấy nhích nhích không không? Đây quay ngang đường ha, cho mọi người coi tiệm bán hàng bán hai bên đường ha. Để kéo kiến xuống à. Quay coi kéo kiến xuống cho nó rõ một chút không? À, trời lạnh, để quay một chút xíu thôi chứ trời lạnh kéo kiến xuống lâu quá lạnh chịu không nổi, kéo xuống nó rõ hơn. Có cái quán bar cà phê kìa, ở Paris đặc biệt nha. Paris thì bự như cái gì cũng nhỏ hết á, cái quán cà phê này cũng to nè, bàn nhỏ ghế nhỏ chút xíu à. Quán ăn đồ cũng vậy á, mình vô nhiều khi mà ngồi hai người á, kêu đồ ăn ra đâu có chỗ để cà meo rớt luôn. Mà thấy không, thấy mọi người có để ý không, Paris này còn nhà cao tầng, nhà chung cư không à, không có nhà riêng đâu nha. Ở đây Paris này không có ai mà có thể nào mà sắm nổi cái nhà riêng á, cho nên họ không có nhà riêng, không có cái nhà mình nói nhà riêng tức là nhà mà nguyên căn nhà. Đây toàn là chung cư không à, ở Paris là chỉ có chung cư thôi. Nơi đều là những cái tòa nhà cao tầng, đều là chung cư hết. Vậy mà còn không đủ chỗ ở cho mọi người. Chung cư nơi nấy bị bự vậy đó. Mỗi căn chỉ có mấy chục mét vuông nhỏ xíu thôi mà không có đủ chỗ cho mọi người. Đất chật người đông. Có một cái công ty bảo hiểm của Trung Quốc nữa nè. Rồi mọi người lại bắt đầu dính nhau nữa rồi. Tôi quay vô cái kiến tôi thấy tôi luôn đó. Kéo kiến lên nha, lạnh quá rồi. Quay đằng trước. Đây, y như bạn đang ngồi trên xe. Bạn ngồi trên xe thì bạn sẽ nhìn thấy y như mình vậy nè ha. Nếu mà bạn đang có mặt ở đây, ngồi trên xe này giống mình, thì bạn sẽ nhìn thấy những cái cảnh như mình vậy nè. Bên trái mình có cái cửa hàng để chữ Fun Fit á, mọi người có thấy không? Đó là một cái chuỗi, một cái tiệm cũng là những cái chuỗi siêu thị rẻ tiền, giống như Việt Nam mình có chuỗi siêu thị Co.opmart, khắp nơi mình sẽ có những cái siêu thị Co.opmart, thì nó là chuỗi siêu thị Fun Fit, nó là chuỗi siêu thị giá rẻ, nó có khắp nơi hết á, nó bán đồ rẻ lắm, gì cũng rẻ hết á, nói chung là siêu thị giá rẻ, bởi vì cuộc sống ở đây nó mắc mỏ quá cho nên là những cái siêu thị giá rẻ này họ mọc lên cũng nhiều. Hàng họ để lấy thì cũng không biết đâu, bán giá rẻ thì dĩ nhiên là họ không thể nào mua đồ đàng hoàng bán cho mình, nhưng mà cuộc sống mà